đây các bạn, đây là tượng Đức Phật đang hiện diện trên đồi 47, ngay tại dốc 47 quốc lộ 51, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây, cái khu vực này là một cái đồi cao, tính từ cái đồi cao này xuống đến mặt đường quốc lộ 51 là 47m. Vì vậy mà nơi đây được đặt tên là dốc 47. Kính thưa quý vị và các bạn, Lê đang có mặt tại dốc 47 trên quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là quốc lộ 51, ngay con dốc rất là cao từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu về Đồng Nai, lúc nào cũng tấp nập phương tiện. Ngay tại khu vực này, năm về trước có một cái khúc cua rất là gắt và thường xuyên xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng mà khi mà tuyến quốc lộ 51 được mở rộng ra thì cái khúc cua này nó cũng đã được ngành chức năng giảm bớt, thì từ đó tai nạn cũng ít xảy ra. Điều đặc biệt là ngay tại con dốc này, từ phía xa xa mọi người đang lưu thông thì sẽ thấy trên đỉnh đồi cao 47m là tượng một Đức Phật đang đặt trên một cái bệ có bốn cánh. Đây các bạn, tượng Đức Phật, người ta gọi đây là tượng Phật dốc 47. Nơi đây đã cũng có rất là nhiều người đến viếng thăm, mà nó nằm, mà được tượng Đức Phật nằm giữa một cái rừng tràm rộng lớn, hoang vắng. Vì sao mà có những cái việc mà kỳ lạ như thế này, và tượng Đức Phật là có từ khi nào, và cho đến nay cái vụ việc này vẫn còn là một những trong những điều bí ẩn nhất mà ngay cả những cụ cao niên ở địa phương này cũng không ai mà có câu trả lời khi mà chúng tôi đã cố tìm hiểu. Đây thì bây giờ Lê xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lê vào để mà tận mắt được chiêm ngưỡng cái tượng Đức Phật ngay dốc 47 này nha các mọi người. Đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo Lê. Tượng Đức Phật mà đến hiện nay người ta cũng chưa biết là có từ khi nào, và tượng Đức Phật này được hình thành ra sao. Hôm nay Lê sẽ đưa các bạn đến đây để mà trước tiên là chúng ta sẽ được chiêm bái tượng một cái Đức Phật rất là linh thiêng, và nhìn gương mặt của Đức Phật rất là phúc hậu. Và điều đặc biệt là Đức Phật, tượng của Đức Phật được đặt trên một cái bệ giống như một hình, một cái quả tiễn vậy đó, có bốn cánh. Đây, quý vị và các bạn hãy cùng Lê theo dõi ha. Giữa một cái rừng tràm rất là rộng lớn, xung quanh là toàn là cây cối không, thì có một cái tượng Đức Phật nhìn thẳng ra về hướng quốc lộ 51 các bạn ạ. Điều tâm linh đó cũng đã khiến cho mọi người có một cái niềm tin vào cái sự hiện diện của Đức Phật ngay tại khu vực này. Đây, quý vị và các bạn thấy đây, Đức Phật được đặt trên một cái tòa mà có bốn cánh giống như một cái hỏa tiễn đó, giữa trên đồi cao của dốc 47 ngay thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi đang có mặt ở đây. Đây là những cái bục xây bằng đá 1 2 3 4 5 6 7, bảy tất cả tổng cộng là 7 bậc. Và ở phía dưới là có bàn thờ cũng rất là trang trọng, những cái lẵng hoa còn rất là tươi mới, chứng tỏ nơi này đã rất là nhiều người có tấm lòng thành cũng đã đến đây để mà thắp nhang tưởng niệm Đức Phật. Đây các bạn hãy chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Phật, tượng Đức Phật nằm ở ngay cầu dốc 47, rất lạ. Đây, xung quanh là rừng cây rất là hoang vu, nhưng mà có chắc có một cái bàn tay chăm sóc của ai đó nên khu vực này luôn luôn trong cái sự là tôm tắt. Các bạn nhìn rõ ha, tượng Đức Phật ở dốc 47 hiện nay cũng chưa rõ lý do gì nào mà là tượng Đức Phật có đây. Đến nay vẫn chưa có xác định được rằng tượng Đức Phật này nằm trên bốn cái cánh giống như là cánh hỏa tiễn vậy đó, là có từ khi nào vẫn chưa ai biết được nguyên nhân, chưa nơi nào mà xác nhận là thời điểm, thời gian nào mà được xây dựng cái Đức Phật, tượng Đức Phật này lên. Đây, nhưng mà nơi này vẫn là sự huyền bí, tới nay cũng chưa có cái lời giải cho một cái câu hỏi là tượng Đức Phật có từ khi nào và ai là người xây dựng của Đức Phật, tượng Đức Phật này ngay trên đồi dốc 47 quốc lộ 51. Đây là toàn cảnh cái tượng Đức Phật
mà chúng tôi đã được một người dân địa phương dẫn vào. Đây chúng ta sẽ gặp người dân. Anh ơi, dạ em mời anh, là anh đứng đây nè anh. Dạ chào anh là người dân địa phương đây luôn hả? Dạ. Anh xin lỗi, anh có thể giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì không ạ? Anh Dũng hả? Anh Dũng năm nay bao nhiêu tuổi anh Dũng? 49 tuổi. Anh Dũng 49 tuổi. Anh Dũng ơi, anh Dũng khi mà lúc còn nhỏ lớn lên anh đã thấy cái tượng Đức Phật này chưa? Lúc anh lớn lên là cỡ chừng 10 tuổi anh đâu thấy, có biết có tượng Phật này rồi. Dạ thì nhà anh cách đây cỡ chừng cây rưỡi số. Cây rưỡi số. Dạ anh hồi xưa hồi nhỏ anh làm gì ở đây? Anh cũng đi làm ruộng chạy thả bò đâu đây. Ủa anh thả bò ngay khu vực này luôn hả? Chặt cả củi đâu chạy tràm đâu đây. Dạ là anh đã thấy được Đức Phật rồi hả? Chưa, giống phải là thấy ra tai nạn nhiều nhất. Dạ. Nói chung thì ở đây thì cũng nếu mà mình tin thì cũng linh lắm, ở đây thì không ai dám phá phá cái chỗ này đâu. Dạ. Mà anh có nghe ông bà mình kể lại là Đức Phật này là có nguồn gốc xuất xứ từ đâu mà anh có nghe kể không anh? Không, cái đó anh thì anh không có nghe. Dạ, cũng không ai biết nữa có từ đâu ha anh. Đúng rồi. Em cảm ơn anh Dũng nhiều ạ. À. Chúng ta vừa gặp anh Dũng, người dân địa phương ở đây. Em đứng lên đánh ngay cho cái bận là em thấy vậy chứ mà là không có đánh lên lũ tài ông đâu, thì sao của mình không hiểu. À. Em đứng lên đó chứ không có đánh lũ tài ông đó. Mà đâu có ai mà dám leo lên đó anh. Mọi lần thì có người leo, mấy đứa nhỏ nó leo đó. Dạ, leo nhưng mà không. Không, nhưng mà không bao giờ đứng thấy vậy chứ không có bao giờ mà lên đến cái đó mà đứng được. Rất là linh thiêng các bạn ạ. À. Đây là tượng của Đức Phật. Chúng ta hãy tận mắt được diện kiến cái hình ảnh của vị Đức Phật rất là từ bi, ngay chỗ đặt trên đỉnh của một cái giống như là cây hỏa tiễn vậy đó, bốn cánh. Đây, chúng tôi đây hai cánh đầu thì chúng ta rõ ràng là thấy là phía chính diện của gương mặt của Đức Phật ha. Thì chúng ta sẽ đi vòng qua đây một lần nữa. Lê sẽ quay rất là cận cảnh để cho mọi người được một dịp khắp nơi ở Việt Nam cũng như là trên thế giới, những kiều bào yêu mến quê hương thì được chiêm ngưỡng đây. Đây là thêm hai một phần bên đây là cái bên phía tay của Đức Phật và bên tay phải ha. Đây là chúng ta đã được thấy một phần nữa. Và Lê đang đi ra phía sau để thay chúng ta được chiêm ngưỡng cái phía sau của tượng Đức Phật, cũng là có hai cái cánh. Đây các bạn ạ. Đức Phật. Và Lê cuối cùng là Lê sẽ đi qua bên đây để mà thấy cận cảnh cái tay bên tay trái của Đức Phật. Cái tượng chắc chắn một điều rằng đây là một trong những cái tượng là rất là lâu năm, có cái lịch sử rất là lâu năm, đến những người dân địa phương mà cũng không rõ là cái đức tượng của Đức Phật này cũng như là cái bệ đỡ cái tượng Đức Phật là có từ khi nào, thì có nghĩa là đã chứng minh rằng đó là rất lâu, thời gian cũng là rất là lâu để mà hình thành cái tượng của Đức Phật này. Tuy nhiên theo như quan sát của Lê thì hình của Đức Phật, cái tượng của Đức Phật vẫn còn sáng, vẫn còn mới, rất là mới mẻ. Các bạn thấy không? Đây, một cái tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng tận mắt hình ảnh của Đức Phật. Nó cũng tạo cho chúng ta một cái sự tâm linh. Ai mà được ngắm nhìn cái tượng Đức Phật này thì cũng cầu mong là sẽ gặp được nhiều điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống, cũng như sự may mắn. Đây, bốn bề xung quanh là những cái rừng cây tràm nằm trên một cái đồi cao hoang vắng, không một bóng người. Đây là buổi chiều bây giờ là 15 giờ chiều ngày 5 tây tháng 11. Lê đang có mặt tại đồi 47, dốc 47, đồi Phật 47 tên gọi. Phía xa ở dưới là xe cộ chạy tấp nập, đó là quốc lộ 51 à. Mà cái tượng Phật này đặc biệt là rất cao, đi từ xa hàng km từ cái hướng quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu về thì là cánh tài xế
đã thấy rất rõ là hình của Đức Phật từ xa. Điều đó cũng rất là tạo cho nhiều tài xế một cái sự an tâm, tâm linh, giống như là một cái nhắc nhở hãy vững tay lái. Và sự hiện diện của Đức Phật đã giúp cho cánh tài xế có một lòng tin vào cái sự an toàn trong con đường mưu sinh, những cái chuyến xe qua lại trên cung đường quốc lộ 51 như thế này. Bạn thấy không, giữa rừng tràm bao la có một hình của tượng Đức Phật. Cái chủ đề chính của chúng tôi hôm nay đến đây là để ghi nhận cái sự hiện diện của cái bức tượng Đức Phật nằm trên một cái bục bốn cánh, mà đến nay cũng không có rõ thông tin là đây thể hiện một cái ý nghĩa gì. Không có bất cứ một cái thông tin nào phía dưới cái bục mà hình giống như một cái quả tiễn như thế. Đây nha, chúng tôi xin nhắc lại cái địa chỉ tọa lạc của Đức Phật ở đây rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta đi từ thành phố Biên Hòa, đi từ xa lộ Hà Nội đến ngã ba Vũng Tàu, chúng ta rẽ về quốc lộ 51 thì chúng ta sẽ chạy thẳng, thì chúng ta vào địa bàn của phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Trước đây thì cái phường Tam Phước này nó là xã Tam Phước của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên sau đó thì địa giới hành chính của Biên Hòa, Đồng Nai, thành Long Thành đã được sắp nhập lại, và cái xã Tam Phước này đã chính thức vào là của thành phố Biên Hòa và trở thành là phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây, khi đến đây chúng ta sẽ hỏi người ta, là người dân địa phương, là dốc 47, mà cũng là rất để nhớ, con dốc rất là cao. Thì từ xa xa chúng ta sẽ thấy trên đồi có một cái tượng Đức Phật rất là cao, nhìn vô là thấy liền, đặc biệt thấy liền. Thì đó chính là tượng của Đức Phật dốc 47, đây mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng đây. Để mà có dịp chúng ta đến đây, để mà trước tiên chúng ta thăm viếng cái tượng Đức Phật rất là lạ này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thắp một nén nhang hoặc là cầu nguyện cho cái sự bình an đến với mọi nhà. Đây là cái bục nè, cao lên, và đây là thờ Đức Phật của chúng ta. Lê sẽ cố gắng ghi hình thật nhiều, thật kỹ để mà mọi người, nếu ai mà không có dịp tới thăm Đức Phật thì sẽ thấy. Thấy không? Ngài đang tọa lạc với một cái dáng vẻ rất là uy nghi. Thì sau khi cái video clip này được phát lên để phục vụ mọi người, thì nếu như mà nhận được cái sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, Lê sẽ tiếp tục bằng những cái nỗ lực của mình, cũng như là cái sự nhiệt huyết của Lê về cái sự muốn tìm hiểu của tất cả mọi người. Lê sẽ tìm những cái người mà có thể biết nhiều nhất về cái lịch sử của vùng đất này, để mà Lê quyết tâm mà hỏi, để mà được mọi người, những người mà có thể họ biết, họ sẽ nói cho chúng ta nghe về lịch sử mà đúng nhất, chính xác nhất của cái tượng của vị Phật này tọa lạc ở đây. Ví dụ như là tượng Phật này được xây dựng từ thời điểm nào, năm nào, có từ khi nào, và lịch sử của cái tượng Phật này được hình thành như thế nào, vì lý do gì ha các bạn. Thì nếu mà được nhận được cái sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, thì Lê sẽ thực hiện điều đó trong những thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được cái sự chia sẻ cũng như sự ủng hộ về tinh thần của tất cả mọi người, để giúp Lê có thêm động lực để làm những cái clip hay nhất, đi tìm tòi khám phá những cái điều đặc biệt nhất trong cuộc sống, trong ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
miền Đông, miền Tây, để mà đưa đến cho mọi người những cái điều lý thú nhất, những cái điều lạ nhất, những cái điều mà tưởng chừng như là nó rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà không phải ai là cũng có thể là một được dịp mà tìm hiểu để mà biết. Nếu mà có những cái điều gì mà sai sót, sơ sót, cũng rất là mong cái sự lượng thứ, một cái tấm lòng chân thật để lời có thêm động lực trong cái cuộc hành trình phục vụ mọi người ạ. Đến đây thì lời xin chào tạm biệt và hẹn lại gặp lại tất cả mọi người trong những cái clip sau, cũng như là sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái sự hiện diện của tượng Đức Phật này trong thời gian tới. Xin trân trọng kính chào.